Chào các bạn. Ok, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một câu chuyện. Nó là câu chuyện dường như riêng tư của gia đình, nhưng mà thì mình đã làm YouTube rồi, thì bây giờ mình có chuyện gì mình hầu như cũng chia sẻ hết, mình không giấu được nữa, mình quen rồi. Thì mình hai vợ chồng mình mới giận nhau thôi, thì vợ mình bỏ về nhà má của mẹ mình, vô về nhà má của vợ mình. Thì mình sẽ cho các bạn biết sự phân biệt giữa có vợ và không vợ khác nhau chỗ nào. Ok. Thứ nhất là buổi sáng thường mình ăn cơm sườn, thì bây giờ mình ăn tôm khô, đó là sự thật. Ok. Buổi chiều mình ăn cái gì? Vợ mình nấu phở, bún riêu hoặc là bất cứ thứ gì mà mình thích, thì chiều mình lại ăn bánh mì với chuối. Đó sự thật các bác. Ok rồi. Sự khác biệt nữa là bây giờ mình tự ăn, mình tự rửa chén, giặt đồ ai giặt mình giặt luôn, hầu như vợ mình làm hết. Rồi bây giờ khi mình giận với vợ mình nói không có vợ còn khỏe nữa, mình mừng quá mấy bác, mà mới được có một bữa, bây giờ mình hơi khó chịu rồi, mình rối rồi. Nếu mà mấy bác nghe mà mấy bạn cảm thấy ném đá mình ném lại, tại mình mệt lắm. Đó là sự thật. Ok, thì mình khuyên mấy bạn, ok, có giận vợ thì cũng phải nghĩ lại cho vợ, tại tại vì người đàn bà rất là đảm đang, người đàn bà lo lắng hết cho chồng là cho gia đình. Đàn ông của tụi mình là chỉ có thường là đi chơi nhiều hơn là làm một cái gì đó, thì mấy bạn phải suy nghĩ kỹ lại trước khi bạn giận vợ. Cương là đi bác sĩ Cường. Ok, mình muốn chỉ muốn nói cho mấy bạn biết là đừng dạy nhé. Ok, cái dạy nhất là cái dạy giận vợ, tại vì giận vợ rồi là mấy bạn phải tự hết tất cả. Nếu các bạn không tự làm hết tất cả, ai làm cho các bạn? Ok, đi theo mình một ngày cho biết. Ok, đó bây giờ mình vô mình kiếm chuối nè, bạn thấy chưa, có xuống gì đâu. Bây giờ không biết lựa chuối như thế nào nữa, chuối mà nó chín quá ăn không được lâu, chuối sống quá thì không biết ăn được hay không. Bây giờ mình lấy lại hồi nãy chuối ăn cho vòng một mấy ngày, bây giờ đi kiếm vòng vòng nè. Đó bây giờ kiếm đủ thứ trái cây, là giờ không biết ăn cái gì hết, không biết nấu, không biết ăn nấu đồ mặn đó. Giờ đi kiếm cái gì mà dễ ăn, dễ ăn nhất đó, phải kiếm giá sale nó rẻ nữa nè. Đó đi chợ, mấy bạn thấy chợ không, người qua cả là rất là sung sướng, còn mình phải đi kiếm đồ ăn. Hồi xưa mình không có đi kiếm mấy bánh mì nè, mình sẽ lấy một bánh mì, mình sẽ mua bánh mì với chuối căn bản cho dễ ăn đó. Rồi cái gì đây, rồi mình đi kiếm vòng vòng ba cái này cái kia, bây giờ nhìn đồ ăn cái gì cũng thèm hết mà không biết có làm được hay không, nấu được hay không nữa. Cảnh báo cho bác biết là không xuống xuống gì nhé. Không bây giờ cứ quay lung tung, mình không biết là mình muốn ăn cái gì nữa. Giờ rau ăn cái gì mà dễ nhất, ăn lẹ, nói chung là ăn đồ này là ăn đồ cái kiểu fast food, nghĩ được là fast food đấy. Thì rau xanh chưa, nhưng mà khổ quá mình phải tự làm nữa, về nhà phải tự rửa nấu ăn nữa. Mà xưa giờ mình làm hết, giờ mình làm hết tất cả, mình rất là sướng. Bây giờ mình rất là khổ, mới một ngày thôi mình đã nếm nỗi khổ rồi. Mấy chợ rộng thênh thang, đồ ăn quá trời không biết mua cái gì nữa. Ở sô cô la, bây giờ nghĩ tới sô cô la nó vã quá rồi. Ăn sô cô la nữa. Chết. Rồi ơi, bây giờ cái gì nữa đây, tới cái gì nữa đây. Xin gum, ồ sô cô la, cái kẹo này ngon rồi bác. Nhưng mà ăn nhiều chắc súng răng quá. Răng mình nghĩ là mắc lắm. Đó, trời ơi, nhìn cũng ngon quá sức mà không dám ăn. Ăn nhiều quá cũng đường nữa bác. Chip. Chip ăn nhiều thì cholesterol. Đó, đường nào cũng chết cả. Không ăn cũng chết mà ăn cũng chết. Hai đồng mấy lần no rồi, ăn được một hai ăn được hai hai bữa rồi mà không dám ăn, bởi vì khổ không biết nấu ăn. Sau khi đi chợ được một tiếng đồng hồ thì mình chỉ được cái gì, mình được một nải chuối, một ổ bánh mì, hai bịch rau. Đây là một cảnh báo gửi tới các bạn, đừng dạy nhé. Cương là đi bác sĩ Cường.